Vào thời xa xưa, loài người sống ở vùng đất hoang dã và mạng sống mong manh như những đứa trẻ. Khi đó, yêu quái ở khắp mọi nơi và điều kiện sống rất khắc nghiệt. Hai vị đại hiền triết của nhân loại, Giza và Oathmaster, đã tay trong tay rời bỏ bộ tộc và dấn thân vào con đường cầu thần để tìm kiếm sự sống cho nhân loại. Sau những năm tháng tu luyện chăm chỉ, cuối cùng họ cũng đạt đến cảnh giới do các vị thần đặt ra và được nữ oa phong trở thành người lãnh đạo của loài người. Chào mừng các bạn đến với tiêu điểm tướng Khương Tử Nha, Giza Holo ấm kinh. Trước khi tìm hiểu về bộ chiêu thức của Khương Tử Nha, đừng quên cho mình xin một nút like, một lượt bình luận và một lượt chia sẻ. Và nếu bạn là người xem mới thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất đến từ mình. Cũng đừng quên tham gia vào các hội nhóm của mình, các fanpage và trang web mình để ở trong phần mô tả và bình luận nha. Bây giờ thì chúng ta đi tìm hiểu thôi. Nội tại, nếu Khương Tử Nha gây sát thương lên mục tiêu và mục tiêu bị hạ trong vòng 3 giây thì sẽ cung cấp cho bản thân từ 1 đến 3 quả cầu ánh sáng giúp gia tăng kinh nghiệm của bản thân. Khi đã đạt đến cấp 15, bản thân sẽ triệu hồi sức mạnh thần lực nhận được một lần tứ phong thần lực và đột phá sức mạnh của bản thân lên đến cấp 20 năm. Mỗi lần lên cấp sẽ nhận được 20 công phép trên một cấp. Nghĩa là khi bản thân các bạn từ cấp 15 mà lên 2 năm thì các bạn sẽ có 10 cấp và các bạn sẽ cộng được 200 công phép. Sử dụng tứ phong thần lực để giúp một đồng đội nhận 1.800 kinh nghiệm và đột phá cấp độ lên 2 năm. Thì có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng cái nội tại này lên một thành viên thì cái thành viên đấy cũng sẽ có khả năng lên cấp 20 năm như các bạn. Và chỉ một thành viên thôi nha. Cái nội tại thứ hai, nếu Giza đóng vai trò hỗ trợ trong trận đấu mà không đi pháp sư nha, thì các hiệu ứng bổ sung sẽ được hỗ trợ dựa trên vị trí của các đồng đội. Vị trí tank 75 máu mỗi cấp, vị trí pháp sư 10 công phép mỗi cấp, vị trí sát thủ 3 tốc độ di chuyển mỗi cấp, vị trí xạ thủ 3% tốc độ di chuyển mỗi cấp, đấu sĩ sẽ 50 máu và 1 tốc độ di chuyển mỗi cấp. Còn khi mà các bạn đi pháp sư đi đường giữa ấy, thì cái vai trò búp của nó cũng vẫn như thế thôi, chỉ thay đổi là nếu mà hỗ trợ là tanh thì nó sẽ búp theo kiểu tanh, hoặc hỗ trợ là phép thì nó sẽ tăng công phép. Kỹ năng 1, Giza sử dụng gậy phong thần để phong ấn kẻ địch trong phạm vi, gây một lượng sát thương phép, sau đó sẽ tiếp tục gây thêm một lượng sát thương phép mỗi 0,4 giây, tổng cộng sẽ gây 7 đợt sát thương. Kẻ thù trong thời gian phong ấn sẽ bị giảm tốc chạy, giảm giáp vật lý, giáp phép. Sau khi kỹ năng trúng mục tiêu, bản thân sẽ tăng 30% tốc độ di chuyển, giảm dần trong 1 giây. Và cái giảm tốc chạy, giảm giáp phép và giảm giáp vật lý sẽ tăng theo cấp nha mọi người. Cấp đầu tiên là 10% và max cấp sẽ là 20% giảm giáp. Kỹ năng 2, khi sử dụng, Khương Tử Nha sẽ giải phóng một vòng tròn ma thuật, gây 3 lần sát thương cho kẻ địch trong phạm vi. Mỗi lần sẽ gây một lượng sát thương phép nhất định, sau một khoảng thời gian ngắn sẽ phát nổ và gây một lượng sát thương phép tiếp theo và sẽ hất tung mục tiêu trong 0,75 giây. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với phần ulti. Khi kích hoạt, Khương Tử Nha sẽ tập trung năng lượng và phóng về phía trước 3 đợt sóng xung kích. Những đợt đầu tiên thì sẽ gây một lượng sát thương phép nhỏ và đợt cuối cùng sẽ gây một lượng sát thương phép cực kỳ là lớn. Sóng xung kích có thể gây ra 10% sát thương lên công trình trên đường đi của nó. Và các bạn cũng có thể sử dụng cái ulti này để gây sát thương lên trụ mà không cần có lính nha. Ulti của Khương Tử Nha có một cái nội tại là sau khi bản thân đạt cấp 15 và hồi phục được thần lực, thời gian tụ lực sẽ tăng 10% và có 20% xác suất tiến vào thiên nhân hình dạng, có thể vừa di chuyển vừa giải phóng sóng xung kích. Và mỗi một lần nâng cấp sẽ tăng thêm 20% xác suất nha. Quá trình tụ lực sẽ kéo dài tối đa là 2 giây. Di chuyển hoặc tái kích hoạt kỹ năng sẽ lập tức phóng thích xung kích. Thời gian tụ lực sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách tấn công của xung kích, tối đa sẽ là 1.800 khoảng cách. Nghĩa là các bạn để cái thời gian tụ lực càng lâu thì nó sẽ bắn ra càng xa. Ngoài ra các bạn cũng có thể tạo bất ngờ cho đối thủ bằng cái ulti này bằng cách là ulti về một cái hướng khuất tầm nhìn của địch và sử dụng ulti vào phía địch. Như vậy nó sẽ tạo một cái bất ngờ cực kỳ là tốt. Và cái cách này sẽ làm tốt hơn khi có lỗ ban đại sư.
Nhưng cái này cũng có lưu ý là khi mà ở dạng xuất thần thì các bạn sẽ không tốc biến được nha, bởi vì là cái hồn của các bạn nó giữ nguyên, các bạn tốc biến thì nó không có liên quan gì cả. Vừa rồi thì chúng ta đã đi tìm hiểu hết về bộ chiêu thức của vị tướng Khương Tử Nha này, và những cái video mà làm về tiêu điểm tướng ấy, mình khuyên các bạn nên xem hết từ đầu đến cuối, bởi vì mỗi đoạn nó sẽ đều có những cái kiến thức, có những cái mẹo khác nhau, cho nên là những cái video tiêu điểm tướng là những cái video chi tiết nhất, các bạn nên xem hết nha. Với vai trò là pháp sư và hỗ trợ thì tại thời điểm hiện tại mình thấy Khương Tử Nha sẽ phù hợp hơn với vị trí là đi hỗ trợ. Con Khương Tử Nha này nó chỉ đi mid khi mà các bạn có thêm hỗ trợ là Lỗ Ban Đại Sư, bởi vì nó có cái bộ kết hợp chiêu thức cực kỳ là mạnh, và khi đó thì các bạn sẽ gây một cái lượng sát thương cực kỳ là lớn lên kẻ địch và nó rất là bất ngờ. Còn cái nhược điểm của con này là cái ulti của nó ấy, khi mà các bạn sử dụng các bạn phải mất cái thời gian tụ lực và nó có hiện ra một cái đường, cái hình ấy thì kẻ địch người ta nhìn thấy người ta sẽ lé nó rất là dễ dàng mà thôi, cho nên đây là cái nhược điểm lớn nhất của cái vị tướng này. Và nếu mà các bạn muốn vác đi mid và gây đột biến bằng một lượng sát thương cực kỳ lớn ấy, thì Lỗ Ban Đại Sư chính là cái chìa khóa then chốt của cái vị tướng này, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa ra mắt ở bên global. Còn về Khương Tử Nha thì theo cá nhân mình đánh giá ở cái bản ra mắt lần này nó sẽ được buff thêm sức mạnh một chút, có nghĩa là các bạn chơi sẽ có cảm giác nó mạnh hơn ở bên nội địa rất là nhiều. Các bạn đi đường phép ấy, các bạn đi đường giữa ấy, lên sát thương, gây sát thương cũng cực kỳ là nhiều luôn, chứ nó không cảm giác yếu như bên nội địa đâu. Và mình nghĩ là Tencent nó cũng đã búp ngầm để cho người chơi bên Global người ta chọn nhiều hơn. Mình cũng không rõ là bản cập nhật sau thì nó có chỉnh sửa điều chỉnh về sức mạnh của vị tướng này hay không, nhưng mà về cơ bản thì vị tướng này đi SB cũng khá là ok, với cả vị tướng này thì thực ra thì nó cũng khá kén đội hình chơi đấy. Cho nên bây giờ thì mình sẽ phân tích về vị trí hỗ trợ nhiều hơn, và tất nhiên là vị trí pháp sư thì cũng có thể áp dụng. Với vai trò là hỗ trợ thì cái nội tại buff của các bạn nó sẽ đa dạng hơn với các vị trí của các đồng đội. Khi mà các bạn buff cái nội tại này cho đồng đội ấy, thì các bạn sẽ dựa vào tình hình của team. Nếu team thiếu người đỡ đòn thì các bạn nên buff cho những cái vị tướng tanker, hoặc nếu mà team thiếu sát thương thì nên buff cho chủ lực. Còn bình thường ấy, thì chúng ta cứ người nào xanh nhất thì chúng ta sẽ buff mà thôi. Còn cái việc mà búp dựa theo đội hình thì nó sẽ thiên về việc kiểu các bạn đấu giải hoặc là đấu theo các bạn đi với team với nhau ấy thì côn nhau dễ, còn bình thường thì các bạn cứ thằng nào xanh nhất thì các bạn búp cũng được. Lối chơi của Khương Tử Nha trong trận đấu với giai đoạn là đi hỗ trợ đầu game thì chúng ta vẫn đi với cái vòng là ra mid để hỗ trợ đợt lính, và các bạn có thể ghé vào rừng để giúp rừng pha nhanh hơn và quay trở về với AD. Và sau khi trở về với AD thì các bạn tận dụng cái nội tại giảm giáp của chiêu 1 đấy. Các bạn sử dụng chiêu 1, cấu rỉa chiêu 1 trước, vừa có giảm giáp vừa có làm chậm, thì sau đó các bạn sẽ gây hiệu ứng khống chế bằng chiêu 2. Thì như vậy cái khả năng mà các bạn khống chế đối phương nó sẽ tốt hơn là các bạn sử dụng chiêu 2 trước các bạn mới sử dụng chiêu 1. Và các bạn cũng có thể sử dụng đồng thời cùng lúc là cả hai chiêu, nhưng mà mình khuyên là nên sử dụng chiêu 1 trước để làm chậm, và sau đó thì các bạn sẽ đoán được cái hướng di chuyển của kẻ địch mà sử dụng chiêu 2 một cách chính xác hơn. Và khi lên cấp 3 rồi, khi lên cấp 4 thì các bạn có ulti rồi, thì các bạn có thể sử dụng cái ulti của mình để giúp dọn lính cho AD một cách nó dễ hơn, bởi vì cái ulti của con Khương Tử Nha đầu game lượng sát thương nó gây ra cũng khá là nhiều. Các bạn cũng có thể sử dụng cái ulti này để ép góc để không cho kẻ địch bên kia farm lính ở trong trụ nha các bạn. Cái giai đoạn đầu game ấy, cái sát thương của này các bạn khi mà lính của các bạn tràn vào trong trụ thì các bạn cứ cố gắng sử dụng cái ulti thẳng vào trong trụ luôn, thì kẻ địch nhìn thấy người ta sẽ lé đi, nếu mà ở lại farm thì sẽ bị mất một cái lượng máu rất là nhiều. Đây cũng là một cái cách mà giúp AD ép trụ cực kỳ là tốt, và các bạn cũng nên nhớ là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ép được nha, bởi vì con này là một cái vị tướng không phải là cơ động và không có cái khả năng bảo kê AD tốt, nó chỉ gọi là búp tốt thôi, cho nên là hạn chế lên cao và cố gắng kiểm soát map, kiểm soát bản đồ để AD farm một cách dễ dàng hơn. Cụ thể là đi gần vào cái bìa rừng ấy để vẫn có thể hưởng được kinh nghiệm, vẫn có thể kiểm soát được cái tầm nhìn khi mà bị rừng ganh. Còn giai đoạn từ giữa đến cuối game trở đi thì các bạn cứ bảo kê AD, đi theo AD thôi và đẩy trụ. Nên nhớ là cái ulti của này có thể gây sát thương lên trụ không cần lính nha các bạn, cho nên là nếu mà có ulti ấy, các bạn cứ ulti thẳng vào trong trụ luôn để gây sát thương. Khi mà các bạn đạt cấp 15 ấy, thi thoảng cái ulti của các bạn sẽ có cái vòng tròn màu vàng ở ulti, thì có nghĩa là các bạn cái lần sử dụng chiêu thức tiếp theo các bạn có thể vừa di chuyển
vừa sử dụng chiêu thức, có nghĩa là cái chiêu thức các bạn sử dụng rồi, các bạn di chuyển thì nó vẫn tự tụ lực ở cái điểm các bạn sử dụng chiêu ấy, và tự nó sẽ giải phóng, hoặc là các bạn chủ động ấn thì nó cũng sẽ giải phóng và cả bản thân của các bạn vẫn sẽ di chuyển được. Đây là một cái nâng cấp chỉnh sửa về vị tướng Khương Tử Nha, sẽ giúp cho Khương Tử Nha về cuối game có một cái độ an toàn nhất định. Nhưng mà đồng thời thì cái phạm vi của cái chiêu thức nó đã bị hẹp đi khá là nhiều, chứ nó không to như hồi xưa. Hồi xưa nó to bằng gần cái đường mid cơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phân tích về đồ. Về đồ của cái vị tướng Khương Tử Nha này thì chúng ta có thể lên cái đồ SB tùy vào mỗi trận đấu, lên giáp hồi máu hay là tốc chạy. À không, tốc chạy thì mình nghĩ là con này sẽ ít lên, các bạn chủ yếu là lên hồi máu này, hoặc là lên giáp, hoặc nếu bên kia có những cái kẻ địch tàng hình thì các bạn có thể lên phát hiện tàng hình. Và cái đồ cấp 2 của SB thì ưu tiên tốc đánh, bởi vì con này đi kèm với AD mà, cho nên là các bạn cũng không cần phải lên cái đồ hỗ trợ cấp 2 là giáp đâu, nên cái tốc đánh thì nó sẽ tốt hơn. Trang bị thứ hai là giày, thì con này với khả năng cơ động kèm cái giày tốc chạy sẽ là giày ưu tiên. Và trang bị thứ ba đó chính là cái trượng băng, bởi vì bộ chiêu thức của con này nó gây một cái lượng sát thương diện rộng, cho nên cái trượng băng này cực kỳ là hữu ích khi mà các bạn lên và đi SB nha. Thậm chí là các bạn đi đường giữa các bạn cũng có thể lên cái món trang bị này. Và món trang bị thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì trang bị này với vai trò là đi SB, các bạn có thể nên thêm một món phép và hai món cuối là tanh, hoặc các bạn lên ba món cuối là tanh. Ví dụ trong đội hình team bên kia có nhiều vị tướng hồi máu thì các bạn ưu tiên cái vị trí thứ tư sẽ lên cái trượng rắn cho mình nha. Cái trượng rắn sẽ giảm khả năng hồi máu, và món đồ thứ 5, thứ 6 sẽ là hai món đồ tanh. Hoặc trong trường hợp mà team bên kia không có cái vị tướng hồi máu thì vị trí thứ tư các bạn đổi cái trượng rắn bằng cái giáp vàng, thì cái giáp vàng này khi các bạn gây sát thương này kẻ địch thì nó sẽ búp giáp về cho bạn với cả đồng minh ấy. Thì đây là một cái đồ khá là tốt. Đây là bị hỗ trợ, còn khi các bạn đi phép thì các bạn sẽ lên đồ như thế nào? Khi đi mid, trang bị giày vẫn ưu tiên là giày tốc chạy, bởi vì nhược điểm của này nó không có chiêu cơ động với cả nó đi khá là chậm. Trang bị thứ hai vẫn sẽ là cái trượng băng. Trang bị thứ ba sẽ là một món trang bị gây vết thương sâu, để kết hợp với cái việc giảm giáp ấy, thì nó sẽ gây một lượng sát thương khá là lớn. Món đồ thứ tư sẽ là một cái trượng sóng để xuyên giáp phép. Hai cái món đồ này các bạn, món đồ thứ ba với thứ tư các bạn kết hợp, các bạn trị tanh cực kỳ là tốt. Món đồ thứ 5 sẽ là một cái mũ phù thủy. Món đồ thứ 6 thì sẽ tùy vào đội hình. Nếu như bên kia nhiều tanh thì các bạn có thể lên thêm một cái trượng hư vô, hoặc nếu bên kia máu mỏng các bạn sẽ ưu tiên lên cái sách hiền chiết, cái sách mà cộng 400 phép ấy, công phép ấy. Hoặc nếu mà trong trường hợp bên kia có quá nhiều sát thủ thì các bạn sẽ lên cái đồng hồ cát. Hoặc bên kia nhiều vị tướng hồi máu thì các bạn sẽ lên cái trượng rắn. Vừa rồi là tất cả những chi tiết về chiêu thức, về mẹo, về lối lên đồ của vị tướng Khương Tử Nha này. Nếu các bạn muốn đóng góp hay bổ sung gì về vị tướng này thì cũng có thể bình luận ngay ở phía bên dưới để cho mình và các bạn khác có thể biết thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên cho mình xin một nút like, một lượt chia sẻ và comment ngay ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.